Các bạn thân mến, mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, cảm ơn cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới nhất và phát duy nhất trên audio truyện mỗi ngày. Và các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio truyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương tiếp theo. Tô Nhàm sau khi cầm lấy điện thoại, phát hiện là Tống Tân gọi cho mình thì vội hỏi dồn dập. Cậu đang ở chỗ nào? Nửa tháng nay không có đi làm, cũng không gọi điện thoại xin phép. Cậu gọi điện thoại cho tôi vào sáng sớm như thế này, có chuyện gì xảy ra sao? Ở đầu dây bên kia, Tống Tân vang lên một giọng nói ấm áp. Tôi có chút chuyện, muốn nhờ cô hỗ trợ. Tô Nhàm không đợi Tống Tân nói chuyện thì vội hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tiếp theo đó thì liền bổ sung thêm một câu, nhưng mà trước tiên tôi phải nói rõ, nếu là vay tiền, tối đa tôi chỉ có thể cho cậu vay vài ngàn thôi, nhiều hơn thì tôi không có. Tống Tân lại vang lên câu nói ở đầu dây bên kia, không phải vấn đề vì tiền, nhưng tôi thật sự đang gặp phiền toái rất lớn, cần cô giúp. Rốt cuộc là chuyện gì? Tô Nhàm cảm thấy có chút kỳ quái. Quan hệ giữa cô và Tống Tân không tệ, trong công ty cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với nhau. Nếu là vay tiền, với quan hệ giữa nàng và Tống Tân, tối đa cũng chỉ có thể cho hắn vay mấy ngàn đồng, nhiều hơn thì cũng không được. Nhưng Tống Tân nói không phải vay tiền, điều này làm Tô Nhàm cảm thấy rất buồn bực. Nàng có thể giúp đỡ cái gì chứ? Tống Tân thở dài trong điện thoại, thanh âm có chút uể oải. Trong điện thoại khó mà nói hết được. Cô có thể ra đi được không? Tôi đang ở ngay dưới lầu của cô đấy, không làm mất nhiều thời gian của cô đâu. Hiện tại bây giờ sao? Tô Nhàm nhìn ra ngoài cửa sổ, đã hơn 4 giờ nên trời còn chưa sáng rõ, nhưng từ ánh sáng của điện thoại vẫn có thể nhìn thấy được. Trong loại thời tiết giá rét như thế này, rất có ít người đi ra tập thể dục, huống chi vào đêm tối như vậy. Làm ơn đi, nhân mạng quý giá. Hơn nữa bạn bè của tôi không nhiều lắm, những người mà tôi có thể nhờ giúp đỡ thì lại càng ít. Trong lời nói của Tống Tân lúc này mang theo vẻ khẩn cầu. Được rồi. Tô Nhàm thở dài, thích chõ mũi vào chuyện người khác, dễ mềm lòng là tính cách của Tô Nhàm. Đương nhiên nàng không thể vô tình mà cự tuyệt yêu cầu của Tống Tân được, huống chi Tống Tân lúc này đã ở dưới lầu. Tô Nhàm liền mặc mấy lớp quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng âm thanh điện thoại vang lên đã đánh thức cha của cô dậy. Cha của cô ngủ ở phòng kế bên. Lúc Tô Nhàm đi dậy, cha cô thò đầu từ phòng ra. Mới hơn 4 giờ, con muốn đi đâu sao? Có người bạn xảy ra chuyện, cần con hỗ trợ, con sẽ quay trở lại nhanh thôi mà. Tô Nhàm mang giày vào. Bố không cần lo lắng đâu, con chỉ đi xuống lầu thôi, sẽ lên nhanh thôi. Cha nàng dặn dò, bên ngoài lạnh lắm đấy, mặc nhiều quần áo vào. Vâng ạ, con biết rồi. Tô Nhàm lại phủ thêm một lớp áo khoác ngoài, vội vã chạy ra ngoài cửa. Từ trên lầu đi xuống, Tô Nhàm nhìn khắp bốn phía nhưng không thấy có thân ảnh của Tống Tân đâu cả. Gió lạnh thổi qua, Tô Nhàm rùng mình. Rạng sáng mùa đông rất lạnh. Đèn của ven đường đã hỏng mất, chỉ còn vài cái sáng mà thôi, nhưng vì thế mà cảnh trời tối rất âm trầm. Đúng là đáng chết, đã gọi mình đi xuống lại còn tránh ở nơi nào vậy? Tô Nhàm vừa lẩm bẩm vài câu, vừa định lấy di động gọi ra cho Tống Tân thì có một bóng người từ một góc âm u không xa đi tới. Tống Tân? Là Tống Tân sao? Bóng người đứng ở một góc nhỏ nên đèn đường không có chiếu tới. Tô Nhàm thấy không rõ lắm, nhỏ giọng hỏi vài tiếng như vậy. Nghe thấy Tô Nhàm gọi thì bóng người đó từ từ đi tới trước mặt nàng. Một bước, hai bước, rồi ba bước từ từ đi tới. Lúc này Tô Nhàm mới nhìn rõ, người này mặc một bộ áo khoác cực lớn, mang theo mũ len và kính râm, ngoài miệng còn đeo một bộ khẩu trang, cho nên không nhận ra đó là ai. Bây giờ là rạng sáng, trên đường vắng vẻ không có người qua lại, mà các em mặc như vậy càng giống như mấy tên biến thái và sát thủ giết người, làm cho Tô Nhàm giật mình. Nàng vô ý muốn hô to lên. Đừng kêu,
là ta đây. Bóng người mở miệng nói chuyện là thanh âm của Tống Tân. Tô Nhàm vỗ trái tim đang đập loạn nhịp của mình, sau đó đấm một quyền lên vai của Tống Tân. Cậu Hồ chết thôi rồi đấy. Cậu là đồ chết tiệt, nửa tháng nay không thấy bóng dáng đâu, gặp mặt thì đã dọa người như vậy. Tống Tân không nói gì, con mắt và khẩu trang đã che khuất gương mặt của hắn. Tô Nhàm không nhìn ra biểu lộ của hắn là gì. Nói đi, suốt cuộc là có chuyện gì mà thần thần bí bí như vậy? Tô Nhàm cau mày hỏi. Nàng có thể nhận ra Tống Tân có chỗ không đúng, nhưng không biết được là không đúng ở đâu. Trước kia Tống Tân không thích nói chuyện, có chút nặng nề, nhưng tóm lại cũng được xem là người tốt. Người khác nói hắn cái gì, hắn cũng không tức giận. Nhưng lần này gặp mặt thì loại cảm giác này đã không đúng. Tôi cần cô hỗ trợ, sinh mạng rất quan trọng đấy. Bởi vì mang theo khẩu trang, ngữ điệu của Tống Tân trầm thấp, nghe như giống âm thanh trong các bộ phim kinh dị vậy. Hơn nữa, tôi cũng không thể tìm được ai giúp đỡ cả, cho nên tôi chỉ có thể tìm cô mà thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe thấy Tống Tân ấp úng như vậy, cô không nói là có chuyện gì, cho nên Tô Nhàm cũng không có kiên nhẫn. Cô tin ở trên đời này có quỷ không? Tống Tân hỏi ra một vấn đề làm Tô Nhàm lạnh run. Đường tối như vậy, nàng một thân nữ tử, một gia hỏa đứng đối diện ăn mặc như tên biến thái và sát thủ. Sau đó lại hỏi thẳng một câu, có tin vào quỷ không? Tô Nhàm cảm thấy chuyện này giống như cảnh trong bộ phim kinh dị vậy. Này, cậu đừng có mà làm tôi sợ nhé. Tô Nhàm run rẩy, không biết là vì thời tiết lạnh hay do sợ hãi nữa. Nếu không thì cậu tìm người khác đi, tôi không thể giúp cậu được đâu. Nói xong lời này, Tô Nhàm muốn chạy lên lầu, nhưng Tống Tân đã bắt tay của Tô Nhàm lại. Tô Nhàm nhịn không được muốn gọi lớn, nhưng chưa gào lên, cổ họng đã bị chặn lại. Che miệng thì chính là Tống Tân, chỉ phát ra những âm thanh không ai nghe rõ cả. Không nên hét lên như vậy, tôi không có ác ý. Tống Tân nói nhỏ vào tay của Tô Nhàm. Tôi buông tay ra, cô không nên hét lên. Tôi sẽ đem đầu đuôi câu chuyện kể cho cô nghe. Yên tâm, tôi không hại cô đâu. Nhìn thấy Tô Nhàm hoảng sợ như vậy, Tống Tân mới từ từ che miệng của Tô Nhàm lại. Tôi gặp được quỷ, hơn nữa còn quấn quýt lấy tôi, muốn giết tôi. Tôi thật sự không có cách nào hết. Vậy chuyện này liên quan gì đến tôi? Trong âm thanh của Tô Nhàm mang theo giọng điệu run run. Nàng muốn chạy về nhà, nhưng tay của nàng đã bị Tống Tân giữ lại. Tống Tân thở dài một hơi. Tôi ở thành thị này không quen biết bao nhiêu người cả. Người có thể giúp đỡ thì lại càng ít hơn. Tôi trái lo phải nghĩ, cũng chỉ nghĩ đến cô là người thích hợp. Tôi tìm được một cao nhân. Hắn nói hắn có thể thu phục được con quỷ kia, nhưng thiếu một thứ, cho nên tôi mới đi mượn cô. Là thứ gì? Cái gì đấy? Tôi không có cái gì cho cậu mượn đâu nha. Trong giọng nói của Tô Nhàm mang theo tiếng nức nở, Tống Tân lại tiếp tục nói. Không riêng gì tôi, ngay cả bạn tôi cũng bị liên quan tới. Cô đã nhìn thấy rồi đấy. Lần trước ở công ty, vào lúc tan ca đứng nói chuyện với một người đẹp trai, cô còn nói hắn rất tuấn tú đấy. Vừa nói như vậy thì Tô Nhàm nhớ lại, đó là anh chàng đẹp trai. Tuy không biết tên là gì, nhưng ấn tượng đầu tiên của Tô Nhàm rất tốt với hắn. Nói xong, Tống Tân quỳ xuống trước mặt của Tô Nhàm. Mạng của hai người chúng tôi đang nằm trong tay cô, cầu xin cô hãy giúp đỡ chúng tôi. Cậu không nên làm như vậy. Hiện tại Tô Nhàm đã quên sợ hãi, vội vội vàng vàng nâng Tống Tân dậy. Tôi giúp cậu là được rồi. Cậu mau đứng dậy đi. Tống Tân ngẩng đầu nhìn Tô Nhàm rồi nói. Cô thật sự nguyện ý không? Chỉ cần cô có thể giúp đỡ chúng tôi, cho dù là điều kiện gì, chúng tôi cũng sẽ đáp ứng. Tô Nhàm thở dài. Chỉ cần tôi có thể giúp là được, tôi sẽ cố gắng. Tống Tân và nàng cũng là đồng sự. Dù bất kể thế nào thì người ta đã cầu tới như vậy, chứng tỏ chuyện này nhất định không còn cách giải quyết. Càng huống hồ, nếu không hỗ trợ, thì anh đẹp trai mở xe GLF kia cũng không bị nguy hiểm. Nói rõ ràng đi, nếu có gì nguy hiểm thì tôi sẽ không đáp ứng đâu. Tống Tân gật đầu rồi nói. Yên tâm, không có gì nguy hiểm đâu, chỉ hơi đau nhức mà thôi. Tôi cần một chút máu của cô, chỉ cần một chút là có thể được rồi. Tô Nhàm cau mày hỏi. Già chút máu cũng không có sao, nhưng nàng hơi sợ đau. Máu để làm gì?
Tông Tần nói, cao nhân kia nói cho tôi biết, nếu muốn tiêu diệt quỷ một cách triệt để, chỉ cần máu của đồng nữ lớn hơn 18 tuổi là thôi. Cần một chút là đủ rồi. Cổ biết đấy, chúng tôi rất khổ bao nhiêu ngày nay, bạn bè quen biết không nhiều lắm, bạn nữ thì lại càng ít. Tôi thật sự không có cách nào nên mới tìm đến cô. Tôi nhàm hơi xấu hổ một chút. Tên Tống Tân này, tại sao lại nói ra chữ đồng nữ trước mặt của nữ nhân như vậy chứ? Vậy một chút là bao nhiêu? Tống Tân đáp, một lượng nhỏ là đủ, nhưng máu chỉ được sử dụng với tư cách là thuốc dẫn. Cổ biết đấy, hiện tại muốn tìm nữ nhân tuổi lớn hơn 18 mà vẫn còn là đồng nữ thì còn khó hơn đi tìm khủng long nhiều. Tôi suy nghĩ, trong tất cả những nữ nhân mà tôi quen biết, chỉ có cô là người có phong cách chính phái, thế nên mới đi tìm cô. Tôi nhàm gật đầu rồi nói, được rồi, tôi giúp cậu là được chứ gì. Tông Tần lấy ra một cái bình nhỏ trong túi quần. Trong bình nhỏ có chất lỏng trong suốt, cũng không biết là cái gì. Cô chỉ cần nhỏ vài giọt vào đây là được rồi. Tôi nhàm thở dài một hơi, cau mày nhìn ngón tay của mình, sau đó hung dữ liếc nhìn Tống Tân rồi nói, nhớ rõ là cậu thiếu nợ tôi đấy, tôi sợ nhất là đau nhức. Nói xong liền cắn nát ngón trỏ của mình. Này, tôi lắm miệng hỏi cô một câu được không? Tống Tân ho khan một tiếng rồi nói, cô vẫn là đồng nữ chứ? Tôi nhàm hơi xấu hổ một chút rồi nói, xéo đi, cậu có muốn hay không đây? Không cần thì tôi về nhà. Không ngờ cậu không biết xấu hổ đi hỏi nữ nhân câu này. Người ta đã lớn như vậy, ngay cả bạn trai cũng chưa có đấy. Tông Tần cười hắc hắc hai tiếng rồi mở nắp chai. Vậy là tốt rồi, nhỏ vào đây là được. Miệng bình vừa mở ra, một mùi gay mũi trong bình bay ra. Tôi nhàm cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó mất đi chỉ giác. Đợi lúc tôi nhàm mở mắt ra, trước mặt chính là bóng tối. Hai mắt giống như bị cái gì đó che kín. Bản thân nàng nằm bên trong một cái mặt bằng thô ráp. Nàng dãy giụa một chút, phát hiện tứ chi cũng không thể nhúc nhích, hình như bị buộc chặt rồi. Bên tai thỉnh thoảng nghe được âm thanh tí tách chuyển tới, hơn nữa còn có một cảm giác đau đớn như tứ chi bị xé rách vậy. Tống Tân, Tống Tân, có chuyện gì vậy? Tôi nhàm gọi lớn, nhưng nàng gọi không có chút tác dụng nào hết, không biết tại sao. Tôi nhàm lại có cảm giác cổ tay và cổ chân ướt sũng, nương theo đó là cảm giác vô cùng đau đớn. Nàng cảm giác có chút chóng mặt, tứ chi vô lực. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo ánh sáng, tấm vải che mắt cũng đã được mở ra. Tôi nhàm có thể nhìn rõ, bây giờ mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, cửa sổ bốn phía đều bị đóng đinh, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng qua khe ván. Hiện tại đã là bình minh. Tay chân của cô bị xích sắt to khóa lại, không có cách nào nhúc nhích. Hơn nữa hai cổ tay và cổ chân đều có vết máu, máu tươi của mình không ngừng chảy ra. Cảm giác ướt sũng và âm thanh tí tách mà mình nghe chính là máu từ miệng vết thương chảy ra. Tống Tân, ngươi là đồ hỗn đản, ngươi là đồ biến thái, ngươi muốn làm gì? Tôi nhàm thấy rõ, người cởi bỏ tấm vải che mắt của nàng chính là Tống Tân lúc sáng đã gọi nàng ra ngoài. Tống Tân lúc này đã bỏ kính râm và khẩu trang ra, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nằm trên bệ đá. Hỗn đản, ngươi là đồ biến thái, ta cảnh cáo ngươi, mau thả ta ra đi. Cha ta đã biết rõ ta đi ra ngoài, nếu ta chưa trở về nhất định thì sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó bắt ngươi đi tù. Ngươi là đồ bắt cóc, dám làm ta bị đả thương. Tôi nhàm chửi rủa 18 đời của Tống Tân. Ồ, xem ra có vẻ ngươi vẫn còn nhiều khí lực đấy. Tốt rồi, ta còn sợ ngươi chết hơi nhanh, như vậy ta rất đau đầu đấy. Vậy suốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mất quá nhiều máu làm cho não của nàng thiếu dưỡng khí, nên suy nghĩ có chút mơ hồ. Nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Tống Tân, lồng ngực không ngừng phập phồng lên như vậy. Ngươi là đồ hỗn đản, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Ta thật sự là mù mắt, ta lại đi tin nhầm ngươi. Tống Tân khinh thường vừa nói, hắn duỗi tay ra vuốt ve vẻ mặt của Tô Nham. Ngươi đúng là mù mắt mà. Nếu không, ngươi cũng cảm thấy không vừa ý với tên hỗn đản nhưng nghiêm trọng đâu. Nhưng yên tâm, ta sẽ cho ngươi và hắn sớm được gặp mặt nhau, thời gian không dài đâu. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân của Tô Nham. Nàng nhìn Tống Tân là người vốn trung thực, lúc này lại giống như ma quỷ vậy. Ta chưa từng đắc tội ngươi, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Tống Tân lắc đầu rồi nói, không tại sao cả, bởi vì ta cần thôi.
Về phần công dụng như ta vừa nói, ta cần máu của xử nữ hơn 18 tuổi, mà ngươi là người duy nhất ta quen biết, cũng là lựa chọn trong thời gian ngắn nhất của ta. Tô Nhàm khóc thành tiếng. Ngươi để cho ta đi đi, van xịt ngươi, ta không phải là đồng nữ đâu, là ta đã lừa ngươi đấy. Tô Nhàm khóc thành tiếng như vậy. Ta cảm đoàn sẽ không nói ra đâu, van xin ngươi, cầu xin ngươi. Tông Tuần lắc đầu, hắn không để ý Tô Nham đang cầu khẩn như vậy, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Tống Tuần, ngươi là tên vương bát đản, ngươi sẽ chết không được an lành đâu. Tô Nham nhìn thấy Tống Tuần không buông tha cho mình thì chửi ầm lên như vậy, lớn tiếng kêu cứu mạng, hy vọng có người qua đường chú ý tới. Tuy không biết hiện giờ mình đang ở đâu, nhưng đây là phương pháp tốt nhất hiện giờ. Đóng cửa lại, mặc cho Tô Nham kêu to, Tống Tuần vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ. Nơi này rất vắng vẻ, cho dù Tô Nham có kêu vỡ yết hầu cũng không có người nghe thấy. Đi tới bên trong một bàn trang điểm cổ kính ở góc phòng. Mặc dù bề ngoài của cái bàn trang điểm này không có gì đáng tổn hại, nhưng đã có khí tức của lịch sử, tuyệt đối là đồ cổ. Tông Tần ngồi trước bàn trang điểm, dùng tay gõ nhẹ tấm gương. Trên mặt kính của tấm gương đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nữ nhân mặc bộ sườn xám, tóc búi cao, nhưng bóng dáng rất nhạt, cần nhìn kỹ mới có thể thấy rõ ràng. Sắc mặt của nữ nhân tái nhợt kia chính là nữ quỷ bị Diệp Tiểu Manh đánh trọng thương. Nữ quỷ trong gương cau mày nhìn Tống Tân. Thật sự phải làm như vậy sao? Phải biết rằng chuyện này thương thiên hại lý, nữ hài tử kia không phải là bạn của ngươi sao? Tống Tân lắc đầu. Nàng không phải là bạn của ta, chỉ là một nữ nhân ham mê phú quý mà thôi. Loại nữ nhân này thì không đáng phải thương xót đồng tình. Nhưng ngươi nói lời này, chẳng lẽ không muốn tiếp tục làm sao? Nữ quỷ thở dài rồi nói, không phải, ta thế nào cũng không sao, ta chỉ sợ ngươi. Tống Tuần chen ngang lời của nữ quỷ kia. Ta cái gì cũng không sợ, chỉ cần ngươi hồi phục lại lực lượng, trên thế giới này không có bất kỳ người nào dám xúc phạm đến ta cả. Nói đến đây Tống Tuần nói thêm, hơn nữa người nói cho ta biết phương pháp kia đã từng nói qua, sau khi ngâm máu của đồng nữ, chẳng những ngươi có thể khôi phục lại lực lượng, hơn nữa còn lợi hại hơn xưa. Như vậy chúng ta không cần phải sợ ra hỏa đi theo tên Nghiêm Trọng kia. Giết hắn, giết Nghiêm Trọng, giết tất cả những người xem thường chúng ta, ảnh hưởng đến chúng ta. Nữ quỷ vốn còn muốn nói gì nữa, nhưng Tống Tần đã khoát tay. Không cần phải nói, bây giờ ngươi rất suy yếu, cần phải giữ sức lực, tiến hành việc tiếp theo. Nữ quỷ thở dài gật đầu rồi biến mất trong gương. Tống Tần đẩy bàn trang điểm ra ngoài, dùng sức tách tấm gương đồng trên bàn trang điểm ra. Cái gương đồng vốn là một thể với bàn trang điểm, có bản lề cố định trên chiếc bàn này. Tống Tần cũng lười đi tìm công cụ. Cứ như vậy, dùng sức lực tháo tấm gương xuống. Bàn trang điểm vốn hoàn hảo, bởi vì thiếu tấm gương đồng, chỉ còn lại một lỗ hổng rách dưới và gỗ vụn. Tống Tần cầm lấy gương đồng, dùng tay áo lau lau mặt gương, gật đầu thỏa mãn. Kế tiếp phải nhìn ngươi rồi. Nàng càng sợ hãi thì hiệu quả càng tốt, lực lượng mà ngươi đạt được sẽ càng lớn. Tông Tần cầm lấy gương đồng đi vào trong phòng khóa Tô Nhàm. Cuống họng của Tô Nhàm đã khô rát, một mực lớn tiếng kêu cứu đã hao phí nhiều sức lực, máu trong thân thể không ngừng sói mòn. Tuy rằng không chảy ra quá nhiều, nhưng miệng vết thương thì không có khép lại, máu vẫn luôn luôn chảy ra, mang theo nhiều sức lực của Tô Nhàm. Nàng cảm thấy toàn thân có chút rét run, sau khi dùng nhiều sức kêu cứu, đầu óc choáng váng. Nàng biết rõ, nguyên nhân là do đã mất máu quá nhiều. Lúc này Tống Tần cầm tấm gương đồng lớn vào. Tô Nhàm bắt đầu chửi rủa Tống Tần. Tống Tần cũng không thèm để ý tới lời mắng chửi của Tô Nhàm. Hắn tiếp tục đi tới trước bệ đá mà Tô Nhàm đang nằm. Trên bệ đá có một cái rãnh không lớn. Hắn tận lực đào rộng ra, không cho máu chảy ra ngoài. Toàn bộ hội tụ vào trong cái rãnh này. Máu đỏ tươi mang theo mùi tanh, nhưng máu vẫn còn mang theo một chút ít hơi ấm. Tông Tần ngồi xổm xuống, bỏ gương đồng vào trong cái rãnh, không lớn không nhỏ, rất vừa vặn. Gương đồng chìm xuống, máu tươi bao phủ lên cả tấm gương. Tông Tần đứng dậy lạnh lùng nhìn Tô Nham. Người tốt nhất đừng kêu, như vậy mới có thể chết chậm một chút. Ta cũng không hy vọng người chết nhanh như vậy đâu. Nói xong thì liền quay đầu rời khỏi phòng. Tiếng bóng trời của Tô Nhàm vẫn từ sau chuyển đến. Tống Tân, ngươi là đồ vương bát đản, người chết không yên lành đâu.
Tùng Tân cầm lấy quần áo đi ra khỏi phòng. Ta biết người sắp không chửi nổi nữa rồi đấy. Hay ta muốn tìm một nơi ngủ một giấc. Sợ rằng buổi tối còn nhiều chuyện phải làm. Tại đây ổn thật đấy. Trong chốc lát sẽ ổn hơn nữa. Nghe được lời nói của Tống Tân, Tô Nhàm cảm thấy sững sờ, không hét lên nữa. Lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, âm thanh gì cũng không có. Hình như Tống Tân rất yên tâm bỏ nàng ở đây. Bản thân hắn rời khỏi. Tô Nhàm bắt đầu đánh giá bốn phía của căn phòng, tìm kiếm phương pháp mà chạy trốn. Không biết thế nào, Tô Nhàm có cảm giác tay mình có chút gì động đậy. Nàng quay đầu lại xem xét. Quá sợ hãi, có một con chuột lớn đang ở trên tay của nàng. Con chuột này to như bắp tay của người lớn vậy. Trên ngón chân của nó có móng vuốt sắc bén, còn mắt sáng lên, hình như đang quan sát Tô Nhàm. Trong miệng không ngừng phát ra âm thanh chi chi. Tô Nhàm chưa từng thấy một con chuột nào lớn đến như vậy. Nàng kinh hoàng đung đưa cánh tay, muốn xua đuổi con chuột đi. Nhưng có thể vì vậy đã làm kinh động đến con chuột. Con chuột hé miệng cắn vào bàn tay đang đung đưa của Tô Nhàm. Có chuột, cứu mạng! Tô Nhàm kêu lên, có lẽ quá sợ hãi. Tô Nhàm không còn có cảm giác đau đớn nữa. Nàng bị con chuột này cắn làm cho sợ hãi, cho nên hét lên rất lớn. Con chuột lại kêu lên những thanh âm chi chi. Âm thanh này làm cho người ta rợn tóc gáy, giống như tiếng ác quỷ đòi mạng vậy. Tô Nhàm mới phát hiện không biết từ lúc nào trong phòng đã bị chuột che kín. Đủ loại lớn nhỏ, các loại màu sắc dạng gì cũng có, đang từ từ bò về phía nàng. Có mấy con tiến vào quần áo của Tô Nhàm. Tô Nhàm có cảm giác được móng vuốt của nó đang cào lên thân thể của mình. Hiện tại việc duy nhất mà Tô Nhàm có thể làm chính là khóc và la hét kêu cứu. Cứu mạng, có chuột, ai tới đây cứu mạng tôi? Không qua bao lâu, trên người của Tô Nhàm đầy chuột, phủ khắp toàn thân của nàng. Nhìn từ đằng xa cũng không nhìn thấy nơi đây có người, cũng chỉ là vô số con chuột đang động đậy mà thôi. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Tô Nhàm có thể cảm nhận rõ ràng những con chuột đang gặm cắn, xé rách, làm cho nàng có loại cảm giác mong mình chết ngay lập tức vậy. Một cỗ cảm giác đau đớn từ đùi chuyển tới, hình như đang bị gặm nhấm, hơn nữa đã cắn rất sâu. Không phải rất đau, nhưng nghe được âm thanh tiếng xé thịt và nhai thịt, tuyệt đối không phải là chuột, bởi vì chuột sẽ không cắn sâu đến như vậy. Tiếng chuột kêu rột rập, không ngừng bò qua bò lại trên người của Tô Nhàm. Tô Nhàm cảm giác nàng buồn nôn, mà không riêng gì buồn nôn, còn có cảm giác sợ hãi nữa. Trên người không ngừng có cảm giác bị vật thể bén nhọn đâm sâu vào thân thể, có cảm giác như không phải là chuột đang bò. Tô Nhàm lắc lư đầu một chút, không còn nhìn thấy chuột bò nữa. Mở to mắt ra, nàng nhìn thấy chuyện còn kinh khủng hơn nữa. Y phục của Tô Nhàm bị chuột cắn, nát vụn, rách dưới không nhìn ra hình thù, lộ ra làn da bên trong. Da thịt của nữ nhân vốn sáng bóng tinh tế, hiện tại đã rất khó coi. Làn da bị rách bươm, thịt nát đỏ tươi hiện ra, nhìn còn rách hơn cả da hèo nữa. Chuyện càng kinh khủng hơn là làm cho Tô Nhàm chết khiếp. Trên người bò đầy rắn, đầu lưỡi của rắn phun ra nuốt vào, phát ra âm thanh kinh khủng. Mấy con rắn không ngừng cắn nuốt mấy con chuột không kịp bỏ chạy, dài ngắn nhận ra, không biết đủ loại rắn, từ trên đùi của Tô Nhàm bỏ lên. Cảm giác lạnh như băng, làm cho Tô Nhàm run rẩy. Không biết từ lúc nào, trong phòng đã không còn chuột, thay vào đó là đủ loại rắn đang nhúc nhích trên người của Tô Nhàm. Trong phòng nhỏ lúc này không còn bóng người, truyền ra thanh âm kêu thảm thiết của nữ nhân. Lại nói về Diệp Tiểu Manh và Bình Diệu. Trời lúc này đã từ từ tối lại, gió thổi vào người có chút lạnh lẽo. Diệp Tiểu Manh co cái cổ lại. Nghe nói lại có không khí lạnh sắp tới, nhiệt độ sẽ hạ xuống. Thời tiết lạnh như vậy, ở trong nhà thì càng thoải mái hơn. Bình Diệu đáng chết, không nên dắt nàng ra ngoài. Diệp Tiểu Manh không khỏi lẩm bẩm mấy câu sau lưng của Bình Diệu. Nhất thời thất thần, không có phát hiện Minh Diệu đột nhiên dừng lại, cho nên đâm đầu vào lưng của hắn. Diệp Tiểu Manh xoa xoa chỗ đau nhức trên trán rồi vội vàng nói: "Như thế nào vậy? Tại sao đột nhiên dừng lại không nói câu nào?" Minh Diệu quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Diệp Tiểu Manh và cười khổ: "Chúng ta tới chậm, nữ hải kia đã chết rồi." Làm sao lại như vậy? Diệp Tiểu Manh nghe xong lời này liền cấp bách. Trước khi đi, Minh Diệu đã từng nói qua muốn đi cứu nữ hài gặp nguy hiểm kia, nhưng bây giờ lại nghe nói hải nữ kia đã chết, cho nên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Làm sao mà chú biết?
Minh Diệu nhặt con hạc giấy trên mặt đất lên đưa cho Diệp Tiểu Manh xem. Con hạc giấy vốn màu vàng dần dần đã biến thành màu đen. Con hạc giấy tìm người đã biến thành màu đen, nói rõ từ trường của cô gái kia đã biến mất rồi, tức là đã chết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Manh có chút ủ rũ. Thời tiết lạnh như vậy, đi theo con hạc giấy lâu như thế, không ngờ thất bại chỉ trong gang tấc. Minh Diệu thở dài rồi nói: tìm xung quanh đi, có lẽ cách nơi này không quá xa. Tuy không cứu được người, nhưng có thể bắt hung thủ cũng được. Chú nhìn bên cạnh là cái gì kìa? Diệp Tiểu Manh chỉ vào một nơi xa xa. Tại nơi này hoang vu như vậy, tại sao lại có sân chơi chứ? Minh Diệu chỉ vào một nơi. Diệp Tiểu Manh nhìn về phương hướng đó. Quả thật cách đó không xa có một tường vây cực lớn. Trên đỉnh tường vây có thể nhìn thấy một ít phương tiện trò chơi đã cũ nát đem bỏ đi. Minh Diệu nhớ rõ, trước kia là sân chơi nổi tiếng. Nổi danh không phải vì nhiều người tới chơi, mà lão bản ở sân chơi này đã thắt cổ trên chiếc thuyền hải tặc đồ chơi đó. TV cũng có đưa tin, mà giá đỡ cũng rất cao. Lúc ấy cảnh sát muốn đưa thi thể của lão bản xuống, cũng phải đi mượn xe thang cứu hỏa mới có thể tới. Không biết lão bản kia làm thế nào mà một mình leo lên cao đến như vậy, lại buộc được sợi dây và tự sát được như thế. Dù sao, lúc cảnh sát nhận được báo động thì đã trông thấy lão bản bị treo ở chính giữa giá đỡ của chiếc thuyền hải tặc đồ chơi đó. Thi thể bất động trong gió, cảnh sát cũng có điều tra qua, nhưng việc này quá mức không thể tưởng tượng được, cũng không có manh mối gì, cho nên cuối cùng không điều tra nữa. Cũng bởi vì nơi này quá mức hoang vu, giao thông không tiện, cộng thêm tin tức lão bản treo cổ tự sát, cho nên không ai nguyện ý đi tới nơi này. Chính phủ cũng không có mục đích khai phát nơi đây, cho nên nơi này đã vứt bỏ nhiều năm như vậy. Minh Diệu chỉ hướng đó cười cười với Diệp Tiểu Manh rồi nói: chúng ta đi xem có cái gì thôi. Minh Diệu dùng côn sắt nảy nhẹ một cái, khóa sắt gì xét loang lổ đứt đoạn. Minh Diệu dùng sức kéo cửa sắt ra, bởi vì nơi này lâu ngày không có người qua lại, cho nên phát ra âm thanh kéo két đến chói tai. Diệp Tiểu Manh nhìn thấy Minh Diệu mở cửa, từ trong lồng ngực lấy ra một cây bút, dùng bút vẽ lên cửa tấm sắt mấy nét. Hai người đi vào trong sân chơi trống rỗng, bốn phía đều là các phương tiện trò chơi cũ nát. Diệp Tiểu Manh đã từng mộng tưởng trong đầu bản thân mình và Minh Diệu hai người cùng đi tới sân chơi, ngồi cáp treo mà hét lớn, hay ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn ăn kem. Nhưng tất cả những thứ này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở một sân chơi giống như Quỷ Thành này. Diệp Tiểu Manh ở sau lưng Minh Diệu lại hỏi: vì cái gì mà chú không bảo Từ Mẫn Tỷ dẫn người đi cùng chúng ta? Nhiều người không phải dễ tìm sao? Minh Diệu không quay đầu lại đáp: cô cảm thấy những cảnh sát kia sẽ nguyện ý đi theo một con hạc giấy bay chậm chậm như chúng ta sao? Nói đoạn, Minh Diệu lại đánh giá các phương tiện trò chơi cũ nát không chịu nổi kia. Từ Mẫn tin tưởng lời của tôi nói, nhưng không có nghĩa là đồng sự của nàng cũng tin tưởng. Chỉ sợ có các người bắt chúng ta đi bệnh viện tâm thần đấy. Lại nói, chuyện này chỉ sợ không phải là chuyện cảnh sát có thể giải quyết được đâu. Nhiều người càng dễ có sai lầm. Đây cũng là việc mà chúng ta cần phải giải quyết, sau đó đem chỗ còn sót lại giao cho cảnh sát xử lý nốt thì tốt hơn. Diệp Tiểu Manh lại tiếp tục hỏi: vậy chú khẳng định chuyện này là do Tống Tân làm hay sao? Chẳng lẽ là không có khả năng kết tội hắn bình thường? Minh Diệu giải thích: cũng có khả năng, nhưng Tống Tân là người hiểm nghi lớn nhất. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng hiện tại thì có thể khẳng định nữ quỷ kia thật sự bị Tống Tân thao túng. Mà lần trước cô đánh nữ quỷ kia thảm như vậy, chỉ sợ thật lâu cũng không thể khôi phục được nguyên khí. Cho nên chuyện này chỉ sợ có 8 phần là vì Tống Tân khôi phục lại lực lượng cho nữ quỷ kia nên bắt cóc cô bé tên là Tống Nhàm đó. Diêm Tiểu Manh vẫn không rõ hỏi lại: vậy là vì cái gì? Tên gọi là Tống Tân đã hại chết một người, hơn nữa cũng biết là chúng ta đang đi tìm hắn, hắn phải nhanh chóng chạy đi, tại sao lại còn bắt cóc cô bé kia khôi phục lại sức mạnh cho quỷ dữ làm gì? Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh rồi hỏi: lần trước Lê Bản Tử không phải đã dạy cô phương pháp khống quỷ sao? Sau khi cô sử dụng thì thấy có cảm giác gì? Diệp Tiểu Manh cau mày nhớ lại: cảm giác không tốt lắm, rất không thoải mái, dù sao tôi cũng không muốn dùng lại đâu. Minh Diệu cười sờ sờ đầu của Diệp Tiểu Manh, giống như đang vuốt ve con mèo nhỏ vậy. Cô đúng là rất ngoan đấy, nhưng đại bộ phận loài người thì không giống như cô. Có thể khống chế quỷ đại biểu cho một loại sức mạnh,
một loại sức mạnh người thường không thể đạt được. Từ một người bình thường, đột nhiên có thể dùng sức mạnh để khống chế sinh tử của người khác, thường thường tâm lý sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Mà loại sức mạnh này đột nhiên biến mất, tâm lý cũng mất một khoảng thời gian mới hồi phục lại bình thường. Mà càng thêm khát vọng loại lực lượng này, lực lượng càng cường đại hơn. Khôi phục được sức mạnh của nữ quỷ kia chính là điều mà Tống Tân muốn làm đầu tiên. Vậy tại sao lại phải bắt cóc cô gái đó? Minh Diệu điềm nhiên như không có việc gì xảy ra vậy. Tuy không dám khẳng định, nhưng có lẽ cô gái kia là đồng nữ. Quỷ thực ra cũng là một loại sức mạnh, hơn nữa loại năng lượng không ổn định, tùy thời có thể phát ra ngoài và tiêu tán. Cho nên quỷ hồn thì càng ngày càng biến thành yếu hơn. Muốn quỷ hồn trở nên mạnh mẽ là một chuyện không có khả năng. Nhưng mà có một loại phương pháp có thể dùng được, là loại phương pháp thương thiên hại lý. Trên cơ bản là dùng phương pháp này, cho dù là người hay quỷ, đều không có gì là kết cục tốt đâu. Hơn nữa, loại phương pháp này có tính đặc thù, cho nên người có thể sử dụng càng ngày càng ít. Chú có thể nói rõ là phương pháp gì được không? Diệp Tiểu Mai nghe được từ trong miệng của Minh Diệu nói ra hai chữ đồng nữ thì xấu hổ một chút. Máu là máu của một đồng nữ hơn 18 tuổi. Minh Diệu nói ra hai chữ này với một thiếu nữ thanh xuân mà không thèm chú ý. Trước kia ta từng nghe nói qua, quỷ là một loại năng lượng, một loại từ trường mà bộ phận chủ yếu tạo thành chính là oán niệm và chấp niệm. Chỉ có người mang oán niệm và chấp niệm chết thì mới biến thành quỷ. Mà loại phương pháp này thì vô cùng tàn nhẫn, tra tấn độc nữ, làm cho cô ta oán khí tràn ngập. Sau đó quỷ hồn sẽ hấp thu máu của nàng để làm oán khí cho mình, thì trở nên cường đại hơn. Nhưng bởi vì oán khí không phải là quỷ hồn, cho nên hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút di chứng. Tính tình sẽ trở nên cuồng bạo, mất đi lý trí vốn có. Cô biến thành lệ quỷ không bị khống chế, chẳng phân biệt được địch ta, gặp người thì giết người, muốn khống chế quỷ hồn như vậy. Người dưỡng quỷ phải có lực lượng cường đại, có thể ngăn chặn được sức mạnh của lệ quỷ đó, như vậy mới không bị cắn trả. Cho nên người sử dụng loại phương pháp này không nhiều, còn phải xem tâm tính người có thể sử dụng nữa. Hơn nữa, Minh Diệu nghiêng nghiêng đầu cười một chút, hiện tại muốn tìm một đồng nữ hơn 18 tuổi thì rất khó khăn. Diệp Tiểu Manh bị những lời này của Minh Diệu nói làm cho kêu to lên một tiếng. Trời đất, phương pháp kinh khủng đến như vậy sao? Chẳng những cần giết người, còn phải khiến người ta trước khi chết nhận hết các loại tra tấn. Phương pháp này thật quá là độc ác rồi. Minh Diệu lại cười quỷ dị. Cho nên phương diện khác mà nói, chúng ta cũng phải cảm tạ tính cởi mở của xã hội. Những đồng nữ trưởng thành trên 18 tuổi ngày càng ít, loại phương pháp này đã cơ hồ tuyệt tích mất rồi. Diệp Tiểu Manh đỏ mặt, vẻ mặt thì hơi khó xử. Chuyện này chẳng phải là tôi đang gặp nguy hiểm sao? Hay là tôi... Minh Diệu cười cười sờ vào đầu của Diệp Tiểu Manh. Cô có thể yên tâm, tôi không cho rằng tuổi của cô đạt tới 18. Chỉ sợ trong vài năm nữa vẫn có người cho rằng cô là học sinh trung học đấy. Diệp Tiểu Manh nghe Minh Diệu bình luận như thế, cay đầu tránh thoát khỏi bàn tay của Minh Diệu, quyệt mồm không nói lời nào. Người cảm thấy thế nào? Tống Tân lúc này nhìn thấy nữ quỷ trong nhà, vội vàng hỏi. Nữ quỷ lẻ lưỡi, liếm liếm khóe miệng rồi nói. Rất tốt, ta chưa từng cảm thấy tốt đến như vậy. Lúc này thân ảnh của nó đã hóa thành thực chất, nhìn rất giống người thường có thực thể. Nếu không có gương mặt tái mét thì không ai cho rằng nàng ta là quỷ. Nữ quỷ kia cười hắc hắc hai tiếng thật kỳ dị. Ta cảm thấy ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì, ha ha. Nữ quỷ kia lớn tiếng cười lên. Tống Tân mới phát hiện hai con mắt của nữ quỷ đã trở nên đỏ hồng. Nhìn nữ quỷ này đã biến thành vô cùng lạnh lùng, bộ dáng điên cuồng. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ quỷ này, nữ quỷ đã làm cho Tống Tân có một cảm giác lạnh lạnh, mang theo một cỗ khí tức sầu bi nhàn nhạt. Mà bộ dáng này, Tống Tân lại cảm giác rất lạ lẫm, nhưng trong đó cũng có một chút quen thuộc. Tống Tân nhớ lại, đã từng có một lần hắn mơ thấy ác mộng. Trong mộng, nữ quỷ kia muốn giết hắn cũng có bộ dáng như thế này. Lúc này Diệp Tiểu Manh đi theo Minh Diệu mệt đến ngất cư. Chúng ta nên tìm thế nào đây? Đi tới đi lui tôi vẫn không phát hiện ra có cái gì. Minh Diệu cười cười rồi trả lời. Không cần, chúng ta bị phát hiện rồi. Chúng ta chỉ cần bị người ta phát hiện ra là được. Bị người ta phát hiện sao? Minh Diệu lại nói. Nếu nữ hài bị bắt cóc đã chết, nữ quỷ kia nhất định đã khôi phục được năng lượng, hơn nữa còn trở nên lợi hại hơn.
Nếu đổi lại là cô, trước khi cô bị giày vò như vậy, bây giờ cô lại có được sức mạnh lợi hại hơn người, như vậy chuyện đầu tiên cô cần làm là gì? Là đi báo thù. Minh Diệu cười cười nói, chính xác. Nếu cô kia đã có cơ hội để báo thù, và chúng ta thì đang làm mồi nhử, nếu giác ngộ của nó tốt thì nó nhất định sẽ đi tìm chúng ta. Diệp Tiểu Manh cảm giác Minh Diệu có chút ác ý. Nhìn bộ dạng của chú thật sự cảm thấy thích thú về chuyện này sao? Minh Diệu nhíu mày rồi nói, đương nhiên. Tôi nói rồi, con mồi phải có giác ngộ của con mồi. Cho dù cô có mạnh mẽ hơn trước kia, cô cũng không có khả năng khiêu khích thợ săn. Nghe nói gần đây giả heo ăn thịt hổ rất thịnh hành, cho nên tôi cũng đuổi theo mốt thời thượng này. Diệp Tiểu Manh cau mày rồi nói, không phải chứ. Xin nhớ tôi là một thiếu nữ xinh đẹp, chân yếu tay mềm. Chú không thể đem tính mạng của tôi ra đùa giỡn như vậy được. Nghe Diệp Tiểu Manh nói vậy, đột nhiên Minh Diệu cười ha hả, giống như được nghe chuyện buồn cười nhất thế gian vậy. Chú cười cái gì? Cô sao? Cô là thiếu nữ xinh đẹp, chân yếu tay mềm sao? Thật là buồn cười đấy. Minh Diệu nói như vậy nhưng tuyệt đối không lo lắng Diệp Tiểu Manh sẽ bị nữ quỷ kia làm gì. Nên nhớ là trên người của Diệp Tiểu Manh đang chảy là yêu huyết. Chỉ sợ những thứ như quỷ hồn không thể làm gì được nàng ta. Dù sao cấp bậc của yêu tộc còn cao hơn quỷ rất nhiều. Chỉ cần quỷ hồn có chút suy nghĩ sẽ tránh yêu tộc ra thật xa. Đương nhiên, cũng có loại quỷ hồn bị oán khí làm cho đầu óc choáng váng thì không tính. Diệp Tiểu Manh quệt mồm ba cái rồi nói, đã vậy tôi không thèm để ý tới chú nữa. Lúc này gió lạnh thổi qua, Diệp Tiểu Manh run lên. Cô đã mặc nhiều y phục nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Loại cảm giác này không phải là vấn đề nhiệt độ. Diệp Tiểu Manh biết rõ đây là dấu hiệu của nữ quỷ kia đang tới gần. Minh Diệu, tôi cảm giác được nữ quỷ kia đang đến rất gần đấy. Trong âm thanh của Diệp Tiểu Manh mang theo một chút run rẩy. Tuy lần trước đối mặt với nữ quỷ có chút sợ hãi, nhưng sau đó đã không còn. Chỉ là dưới loại tình huống như thế này, cảm giác sợ hãi vẫn sùng tới. Diệp Tiểu Manh có chút khẩn trương đánh giá chung quanh, thần kinh thì trở nên căng cứng hơn. Minh Diệu đi qua vỗ vỗ vào lưng của Diệp Tiểu Manh cho nàng trầm tĩnh lại rồi nói, không cần khẩn trương như vậy, có tôi ở đây rồi. Tôi biết rất rõ là nữ quỷ kia đang đi qua, nhưng không biết là nó ở góc nào nhìn lén. Linh cảm của cô đúng là thật tuyệt vời đấy. Mang theo cô đi bắt quỷ, không cần mang theo máy dò xét đâu. Diệp Tiểu Manh cảm giác bàn tay lớn ôn hòa của Minh Diệu đang cố gắng trấn tĩnh cho mình, nên tâm tình cũng yên ổn hơn một chút. Không cần dò xét, dùng con mắt cũng có thể nhìn thấy đang ở bên kia kìa. Minh Diệu chỉ vào một hướng bên tay phải của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một khung sắt cao cao loang lộ vết rỉ sét, có lẽ cũng cao hơn 10 thước. Có lẽ trước kia nó là một cái khung trèo trống cho trò chơi gì đó, nhưng sau khi trò chơi dỡ xuống, hiện tại chỉ còn trơ ra vài khung sắt đó mà thôi. Trên đó đấy. Minh Diệu nhìn lên và chỉ. Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy trên khung sắt đó, gió lạnh thổi phần phật không có động đậy gì cả. Hình như có một bóng đen, là hình người sao? Minh Diệu cười xấu xa mở đèn pin ra, chiếu qua. Diệp Tiểu Manh cũng thấy rõ. Đúng vậy, đó là một người, bị dây thừng dán lên khung sắt. Tuy cách rất xa, nhưng Diệp Tiểu Manh thấy biểu lộ thống khổ của người đó. Ánh mắt trợn trắng lên, còn thấy đầu lưỡi màu tím đang thè ra ngoài. Diệp Tiểu Manh bị cảnh tượng này làm cho giật mình, nhắm mắt lại kêu lớn lên một tiếng. Minh Diệu cười, kéo Diệp Tiểu Manh đang sợ hãi vào trong, rồi trấn tĩnh nàng lại. Không có việc gì đâu, đừng có nhát gan như vậy chứ. Những con quỷ kinh khủng hơn cô cũng đã thấy qua, còn sợ cái gì chứ. Thiếu chút nữa Diệp Tiểu Manh đã khóc giống lên. Tên Minh Diệu này thật quá xấu, không ngờ cố ý dọa nàng như vậy. Thấy nhiều nữa tôi cũng vẫn sợ. Tôi nhát gan thì có gì kỳ quái. Không có việc gì đâu, đừng sợ. Đó là hình người vừa mới chết mà thôi, không có gì đáng sợ. Nhưng có lẽ người đó đã chết nhiều năm rồi. Minh Diệu vỗ vỗ vào đầu của Diệp Tiểu Manh rồi nói tiếp, chắc là hình ảnh nữ quỷ làm ra để dọa chúng ta đấy. Hình ảnh người chết thì có gì mà đáng sợ chứ. Hiện tại Diệp Tiểu Manh không còn sợ nữa. Được Minh Diệu trấn tĩnh như vậy, tâm tình tựa hồ cũng có chút ổn hơn. Không có gì nguy hiểm đâu, cũng chỉ là giống như xem phim thôi. Sân ra để lão bản sân chơi lúc chết, chết nhiều năm như vậy, nhưng có lẽ hình ảnh tử vong không lưu lại lâu như thế. Nữ quỷ kia nhất định làm ra để dọa người thôi. Khi Diệp Tiểu Manh nhìn lên trời thì bóng người màu đen đó đã biến mất, chỉ còn lại một khung sắt trống rỗng mà thôi.
Minh Diệu muốn cho Diệp Tiểu Manh tiếp xúc nhiều hơn nữa với loại chuyện này, rèn luyện can đảm của nàng ta. Tuy là chuyện này rất dọa người, nhưng cũng chỉ là dọa người mà thôi. Nếu đã xem quen rồi thì cảm giác không có gì khác với phim kinh dị cả. Con người thì luôn luôn cảm thấy sợ hãi với những sự vật không biết rõ. Nhưng nếu đem chuyện này giải thích, bọc lớp sương mù bao phủ đi, như vậy cảm giác sợ hãi sẽ không hề tồn tại nữa. Giải thích rõ ràng những chuyện này cho Diệp Tiểu Manh nghe, làm cho nàng thoát khỏi cảm giác thần bí do linh dị mang lại, xóa sợ hãi. Như vậy sau này yêu huyết trong cơ thể của Diệp Tiểu Manh sẽ ổn định lại, tối thiểu sẽ không xuất hiện cảnh kinh hãi mà bạo tẩu nữa. Dù sao thì chất đặc biệt của Diệp Tiểu Manh cũng dễ dàng dính vào mấy thứ không sạch sẽ. Bỗng nhiên có âm thanh của vật gì đó va chạm với mặt đất càng ngày càng gần. Minh Diệu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đó là một bóng da đang bật trên mặt đất từ từ lăn về phía hắn. Lại là vật gì đấy? Diệp Tiểu Manh nói không sợ hãi là không thể nào, nhưng cũng không còn cảm giác thất kinh giống như lúc trước. Minh Diệu dùng chân đá lên. Là một bóng da màu hồng thôi chứ sao? Đêm dài người tĩnh, bóng da màu hồng, tiểu nữ hài cũng giống như quỷ hồn. Loại tràng cảnh kinh điển này cần giải thích sao? Cách đó không xa, có một tiểu nữ hài mặc một áo màu trắng. Nhìn nàng như chỉ 5-6 tuổi mà thôi. Mái tóc ngắn màu đen, đứng trên mặt đất nhìn rất ngây thơ, nhưng mang theo đó là một nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia mang theo cảm giác ngây ngơ, giống cười mà không phải là cười. Người ta nhìn thấy sẽ mang theo cảm giác không rét mà run. Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh hỏi, cô thấy có cảm giác gì không? Tiểu nữ hài này có khả năng là quỷ đấy. Diệp Tiểu Manh lắc đầu, không có cảm giác gì. Tiểu nữ hài này tôi không cảm giác được rét lạnh từ trên người, chắc là ảo giác thôi. Minh Diệu huýt sáo một tiếng rồi nói, không tệ lắm. Có thể phân tích được ảo giác hay không, đã có rất nhiều tiến bộ rồi đấy. Nhưng cô vẫn không sợ hãi sao? Diệp Tiểu Manh nhìn Minh Diệu rồi nói, sợ hãi sao? Vì cái gì? Minh Diệu nói, trên TV không thường xuyên diễn như vậy. Khuya khoắt có một tiểu nữ hài đi tập bóng ra, sau đó lôi kéo cô cùng chơi. Ngày hôm sau thì người chơi đùa mới biết được tiểu nữ hài kia thật sự chính là người đã chết nhiều năm trước. Như vậy không phải rất kinh khủng sao? Diệp Tiểu Manh lại nói, vậy thì có sao? Tiểu nữ hài kia cũng không có hại người, chỉ là tìm người chơi đùa mà thôi. Quỷ không hại người thì không sợ sao? Nhìn tiểu nữ hài kia hình dáng như vậy, cô vẫn không sợ. Minh Diệu chỉ về hướng của tiểu nữ hài kia đang ngoắc ngoắc bọn họ. Nhìn thấy nụ cười kia không? Làm gì có nụ cười của tiểu nữ hài nào quỷ dị như vậy? Bất giác một giọng nói vang lên. Thúc thúc chơi với ta. Thúc thúc chơi với ta đi. Tiểu nữ hài đó ngoắc ngoắc con tay với hai người. Nụ cười quỷ dị phối hợp với thanh âm trống rỗng, xác thực rất dọa người. Nhưng đáng tiếc, trước mắt hai người này không có chút sợ hãi gì cả. Diệp Tiểu Mai nhìn Minh Diệu rồi nói, làm sao bây giờ? Tôi không muốn chơi bóng với tiểu nữ hài vào nửa đêm đâu. Tôi tình nguyện về nhà ngủ thì hơn. Minh Diệu nhíu mày rồi nói, chuyện này cũng đơn giản thôi, đuổi đi là được. Minh Diệu dùng chân đá bóng ra, tâng bóng lên đùi hai cái. Sau đó một cước đá bay, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái dễ gần, nói với tiểu nữ kia, không đá bóng nữa, trong túi quần của thúc thúc có kẹo, có cả kẹo que đen nữa, có muốn ăn không? Ăn xong thúc thúc sẽ mang ngươi đi xem cá vàng nhé. Tiểu cô nương kia sửng sốt, hình như cho tới bây giờ nó chưa từng gặp loại tình huống như thế này. Qua một hồi lâu, tiểu cô nương kia mới khôi phục lại tinh thần, khóc chạy trốn. Minh Diệu vẫy vẫy tay theo Diệp Tiểu Manh rồi nói, đi theo nó đi, xem nó chạy tới đâu. Diệp Tiểu Manh thở dài rồi làm theo. Hai người lúc này đã đứng ở trước một công trình kiến trúc. Diệp Tiểu Manh liếc mắt nhìn Minh Diệu, có muốn đi vào trong hay không? Lúc này ảo ảnh của tiểu nữ hài vừa chạy trốn kia hình như cố ý dẫn hai người đi vào nơi này. Bốn phía tối đen như mực, nhưng công trình kiến trúc này lại khác, có ánh đèn neon trên đỉnh lóe lên. Tuy không được trọn vẹn đầy đủ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được lờ mờ ba chữ Thủy Tinh Cung. Vào đi thôi, khó có được một chuyến du ngoạn như vậy, không chơi thì đáng tiếc lắm. Minh Diệu ném tàn thuốc sắp hết kia đi rồi nói, tôi rất thích nơi này. Từ lúc còn bé tôi đã thích chơi với những tấm gương biến dạng như vậy. Nơi này chính là thế giới của những tấm gương. Bốn phía đều có đủ loại gương. Diệp Tiểu Manh đứng trước một tấm gương biến dạng, nhìn thấy mình trong tấm gương, thân thể vốn gầy yếu của nàng trở nên mập mạp, biểu tình trên mặt thì vặn vẹo quỷ dị. Nhìn mình trong tấm gương kia,
Diệp Tiểu Man cảm thấy không có buồn cười, mà còn có một chút cảm giác sợ hãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới nhất và phát duy nhất trên audio truyện mỗi ngày. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio truyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn.